hậu trường đằng sau chiếc video sang chảnh và những tấm hình ăn tối ở nhà hàng 5 sao ngay tại nhà sẽ như thế nào. Và đây là hậu trường đó, tôi ngồi ở đây đó. À, đèn thì tôi để chỗ này đó. Đó thì bàn ăn thì tôi tự nấu hết trơn đó, món ăn thì tự nấu tự bày đồ ra, bánh tráng trộn nè, tai heo nè, hoa đồ nè. Còn bên đây là cái bàn mà kiểu như là nguyên liệu rồi đó. Còn đây là vô tô và đánh đàn của tôi. Làm như vậy là người ta đói cơm hết. Nhà có hai đứa thôi mà tao nói là mà người mẫu nè, make up nè, photo, make up, stylist, ánh sáng, hậu cần, đánh đàn, thiết kế, đầu bếp, em dọn lau nhà, cao, dụ. Đó, đó. Để xô hết. Để xô hết với tụi tôi ha. Âm thanh nè, gắn mic nè mẹ. Gắn mic, gắn đồ rồi nha. Trời ơi, làm chuyên nghiệp lắm chứ không phải là làm đứng chơi đâu. Làm giỡn ăn thiệt không đó. 8 giờ sáng tôi dậy tôi make up tới giờ này là mấy giờ chồng? 10 giờ tối, 8 giờ sáng tới 10 giờ tối, không ai làm lại tụi tôi hết trơn á. Mình cãi lộn làm lành 80 lần từ sáng tới giờ đó, mới giỡn chơi mà có được bộ hình vậy đâu nha Trường. Em mình làm cái gì vậy, người ta biết mình yêu thương đi. Mệt quá đó, chết hùng hùng cứt. Ủa? Dạ, dạ. Thì chắc là mọi người nghĩ là đằng sau những cái clip của tụi tôi đó là có nguyên dàn ekip rất là hùng hậu đúng không? Thật ra là tụi tôi làm chung với nhau là 3 năm rồi. 3 năm trước là hai đứa tự làm, xong 3 năm sau hai đứa vẫn tự làm với nhau. Đa số clip của mình thì ông Thành sẽ quay cho mình. Còn những cái clip nào mà cần sự xuất hiện của hai đứa luôn á thì mình sẽ bắt đầu mới thuê quay phim ở ngoài nè. Thật ra thì lúc trước cũng có một khoảng thời gian là mình làm việc theo team á, nhưng mà sau đó thì cũng không có duyên để làm chung với nhau nữa. Mình thấy làm theo team thì nó có cái lợi đó chính là mỗi vị trí thì sẽ có mỗi người làm cái công việc khác nhau, cho nên là mình sẽ rất là khỏe và sẽ tiết kiệm được thời gian, thì trong cái thời gian đó mình sẽ làm được nhiều clip hơn. Còn tự làm thì nó cũng có cái hay riêng là clip của mình nó sẽ thống nhất hơn nè, và nó mang đậm cái màu sắc riêng của mình, và đặc biệt là nó giúp tụi mình tăng cái kỹ năng ở trong nhiều lĩnh vực nè, ví dụ như quay dựng lên kịch bản ý tưởng nè. Đặc biệt là tôi với ông Thành đều là những người mà ham học hỏi nè, thích tìm hiểu cái này cái kia đó, cho nên là dù rất là cực nhưng mà tụi mình cảm thấy rất là vui, và mỗi lần xong clip coi là thành quả thì mình thấy rất là đã luôn á. À, quay xong thì tôi sẽ thay đồ tẩy trang, rồi ông Thành sẽ bắt đầu dọn dẹp nè, ông sẽ đem chén dơ ra chỗ cái máy rửa chén để. Tại vì trong cái bếp đó không có cái chỗ để máy rửa chén, cho nên là máy rửa chén phải đem ra ngoài cái ban công này để nè. Mỗi lần đem ra hơi cực một xíu, nhưng mà vẫn đỡ hơn là tự rửa tay tại vì chén rất là nhiều. Và sau đó thì tôi sẽ bắt đầu xuất clip ra và dựng luôn. Thì mọi người hay nói là thà mình giỏi một việc nào đó còn hơn là mình giỏi nhiều việc mà mỗi thứ còn xíu xíu à. Thì mình thấy cũng đúng. Nhưng mà thời buổi bây giờ là có rất là nhiều bạn giỏi luôn. Nếu mà mình chỉ có giỏi một việc thôi thì nó cũng rất là khó để thành công. Cho nên là ngoài ra thì mình nên bổ sung thêm những cái năng khiếu, những cái kỹ năng riêng nữa. Thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho công việc của mình á. Thì đây là một cái clip mình chia sẻ về cuộc sống cũng như là công việc của mình. Thì bạn nào thích cái công việc là sáng tạo nội dung như mình á thì cứ tự tin mạnh dạn mà làm nha. À, nó không khó như mọi người nghĩ đâu. Quan trọng là mọi người chỉ cần chăm chỉ, thật là chăm chỉ là được. Xin chào cái gì? Xin chào ai? Xin chào mấy người.